Trường Giang cạo đầu vì Nhã Phương, nam em ngàn đắng thốt lên một câu, nghe mà tội nghiệp. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nam em khẳng định, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và không muốn nói nhiều nữa, bởi nói nhiều thành ra nói dở. Mới đây, sau một tháng ở ẩn, vì bị ném đá khi tiết lộ chuyện tình yêu với Trường Giang, nam em bất ngờ tái xuất trong một sự kiện ở Ninh Bình. Trong phần giao lưu với khán giả, nam em cho biết một tháng qua cô đã trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn, u uất. Người đẹp Tiền Giang tin rằng những ai là phụ nữ sẽ hiểu tâm trạng và tâm tình thầm kín của cô. Nam em khẳng định cô buộc mình phải trở nên mạnh mẽ, bởi trong cuộc sống này yếu đuối để cho ai xem. Thời gian qua cô đã bị dư luận ném đá khi tiết lộ chuyện yêu đương chớp nhoáng với Trường Giang. Sau nhiều lần chia sẻ, lần này nam em cho biết cô sẽ không nói nhiều nữa, bởi nói nhiều sẽ thành nói dở. Trong thời gian tới, nam em sẽ trở lại với hình ảnh của một ca sĩ. Cô quyết tâm đầu tư cho sự nghiệp ca hát và khẳng định sẽ theo đuổi tới cùng con đường này. Cách đây ít ngày, một người bạn của nam em từng chia sẻ hình ảnh cô ngồi trong phòng gym, tay cầm điện thoại, xem lại những hình ảnh tình tứ một thời của mình với Trường Giang. Trong mối quan hệ ba người, Nhã Phương, người được cho là chịu nhiều tổn thương nhất, chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào về chuyện này. Trong lễ trao giải thưởng Cánh Diều Vàng, khi được hỏi, nữ diễn viên chỉ nói ngắn gọn rằng chuyện gì đã qua thì cho qua. Và giải thưởng này là chiếc phao cứu sinh giúp cô có thêm động lực theo đuổi con đường nghệ thuật. Nam em thì livestream chia sẻ cảm xúc sau thời gian ở ẩn. Cô không nhắc đến Trường Giang, nhưng trong lời nói muốn gửi gắm đến công chúng đừng quan tâm đến cô quá nhiều.